AFC Champions League. Viettel đè bẹp đội bóng Philippines bằng tỷ số không tưởng. Hoàng Đức và các đồng đội giành chiến thắng đậm 5-0 trước KAFC của Philippines trong lượt trận thứ 2 tại AFC Champions League 2021. Giải đấu đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, theo hình thức tập trung do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ở trận ra quân, Viettel đã chơi rất hay và chỉ chịu thua phút cuối trước đương kim vô địch Ulsan Hyundai Hàn Quốc. Trong trận đấu với KAFC bắt đầu lúc 21 giờ tối nay, Viettel có sự trở lại của hai trụ cột gồm trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Trọng Hoàng. Khả năng kiểm soát bóng cũng như tấn công của Viettel đều được cải thiện đáng kể. Đại diện Việt Nam nhanh chóng áp đảo đối thủ và có bàn mở tỷ số từ rất sớm. Người lập công là tiền vệ Hoàng Đức với pha đệm bóng hiểm hóc khiến thủ môn của KAFC không thể cản phá. Đến phút thứ 7, Cai Que đã nhân đôi cách biệt cho Viettel. Người kiến tạo cho Cai Que là Trọng Hoàng với pha tỉa bóng tinh tế. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về Viettel với thế trận vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Bước sang hiệp 2, đội bóng của giám đốc kỹ thuật Yuen Jide tiếp tục chơi lấn lướt. Phút 49, Bùi Tiến Dũng ghi tên vào bảng tỷ số với pha đánh đầu chuẩn xác, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 12 phút sau đó, Cai Que tung pha dứt điểm chéo góc quyết đoán, gia tăng cách biệt lên 4-0. Sức tấn công áp đảo của Viettel khiến KAFC gần như không thể chống đỡ. Phút 66, Vũ Minh Tuấn sau khi được tung vào sân trong hiệp 2 cũng có một bàn thắng cho riêng mình ở sân chơi châu lục. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0 cho Viettel.